Thưa quý thính giả, ngày hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại gửi tới quý thính giả với một câu chuyện đầy đau thương như thế này. Nỗi ân hận của cậu bé vì không giúp bà cụ nhặt chiếc vỏ lon sớm hơn. Sau đây kính mời quý vị các bạn hãy cùng lắng nghe chi tiết của câu chuyện. Cậu thấy hối hận vô cùng. Giá như hôm ấy cậu nhặt giúp bà cụ lon nước sớm hơn thì đã không xảy ra sự việc đau thương đến như thế này. Hôm đó, lớp cậu cùng nhau đi dã ngoại. Mọi người ai nấy đều đã có mặt đầy đủ ở chỗ tập kết và chuẩn bị tươm tất đồ ăn, thức uống và ăn mặc thật đẹp để hưởng thụ chuyến dã ngoại vui vẻ cho ngày cuối tuần. Cháu ơi, sao đã lo nước đi như vậy? Cháu cho bà được không? Cậu ngoảnh mặt lại nhìn. Trước mặt cậu là một bà cụ già, lưng còng quý gần sát đất. Cậu cúi thấp hơn một chút, khuôn mặt nhăn nhúm và sạm đi vì những năm tháng đã qua, làm lộ ra một điều gì đó đáng thương khổ cực. Dạ, lon nước uống xong rồi, vứt đi chứ giữ lại làm gì bà ơi? Cô bạn lanh chanh đáp lời bà cụ một cách thản nhiên. Một người bạn nháy mắt ra hiệu dừng lại và nói nhỏ là đi thôi không muộn. Cả bọn kéo nhau đi, trong khi bà cụ cứ nhìn theo lon nước phía bên kia cống nước. Đôi mắt cụ ánh lên niềm tiếc nuối và hy vọng có thể sang bên kia lượm được vỏ lon nước đó về. Nhưng cậu đang mặc bộ quần áo thật đẹp mà mẹ đã chuẩn bị cho cậu đi chơi, nên cậu đã không có đủ dũng khí để bước sang nhặt cho bà cụ một lon nước. Hơn nữa, những đứa bạn đang léo nhéo rục đi. Tiết trời đầu hạ oi bức và dễ gây cho người ta những cảm giác khó chịu. Chiều lòng tụi bạn cậu lặng lẽ lên đường tiếp tục cuộc hành trình mà bỏ lại bà cụ với vỏ lon nước phía sau. Rào rào, một cơn mưa mùa hạ bất chợt đến. Cơn mưa đến mang lại cảm giác mát mẻ và bầu không khí trong lành hơn cho những ngày hè oi ả. Cậu và các bạn cùng nhau kéo ra tắm mưa. Dưới cơn mưa mùa hạ ấy khiến người ta có tinh thần sảng khoái, dễ chịu hơn biết bao. Cuộc vui rồi cũng tới lúc tàn, khi mặt trời dần khuất sau ngọn núi để lộ ra đường chân trời đỏ ửng. Cậu và mọi người kéo nhau về kẻo trời tối. Không thể tin được, các bạn lại đây mà xem. Giọng một cô bạn cất lên khi mọi người đã trở lại chỗ tập kết lúc sáng. Trước mặt cậu là một đống lon nước méo mó và những vỏ bao xi măng được bà cụ lượm về. Và bà cụ ấy vẫn đang loay hoay khều lon nước phía bên kia cống nước. Cậu ngạc nhiên và thật khâm phục bà cụ. Điều gì đã khiến bà cụ trở nên như thế? Vì cuộc sống nghèo khó quá chăng? Trong đầu cậu chợt nảy ra nhiều suy nghĩ. Lúc này quần áo cậu cũng đã bẩn. Cậu không còn ngần ngại nữa, nhảy sang phía cống bên kia nhặt giúp bà cụ chiếc vỏ lon. Bà cảm ơn cháu nhé, cháu thật tốt bụng. Bà cụ xúc động nắm lấy tay cậu nói. Cậu chào bà cụ rồi nhanh chóng ra về. Một buổi đi chơi rất là vui và đọng lại trong tâm trí của cậu về hình ảnh một bà cụ lưng còng kiên trì bền bỉ nhặt rác. Sau lần đó, cậu cũng qua đó vài lần nhưng không gặp bà cụ, có chút hụt hẫng và trống vắng trong lòng. Hôm đó, cậu quyết định hỏi cô bán nước bên đường. Cô ơi, bà cụ nhặt rác thường hay qua đây đâu rồi hả cô? Ừ, cháu biết bà cụ ấy à. Bà ấy mất được hơn một tuần rồi cháu ạ. Nghe đến đây, cậu thấy lòng mình thắt lại và nghẹn nghẹn. Nhường như hình ảnh đáng thương của bà cụ đang ám ảnh cậu. Dạ, sao bà cụ ấy lại mất ạ? Cách đây khoảng mấy tuần, cháu thấy bà ấy vẫn nhặt rác bên ven đường mà cô. Ừ, bà ấy bị cảm lạnh cháu ạ, tuổi đã cao. Một trận cảm lạnh đủ làm bà ấy không trụ được. Bà ấy năm nay đã 83 tuổi rồi mà. Thì ra bà cụ vì loay hoay nhặt chiếc vỏ lon dưới trời mưa và trận mưa hôm lớp cậu đi dã ngoại đã khiến bà bị cảm rồi qua đời.
giọng nói lanh lảnh của cô bán nước có phần dịu xuống và khuôn mặt buồn phiền cứ nhòa đi trước mắt cậu. Bà cụ ấy bị cảm lạnh, câu nói đó cứ vẳng vẳng bên tai. Xót xa và ân hận là những cảm giác tràn ngập trong tâm trí của cậu. Bà cụ ấy ở với một đứa cháu ngoại năm nay đang học lớp 11. Bố mẹ nó chia tay khi nó mới lên 4. Nó và bà ngoại ở với nhau cho tới tận bây giờ, cháu ạ. Nhưng bà cụ ấy già như vậy mà vẫn nuôi nấng được bạn ý ạ. Ừ, nó ngoan và chăm học lắm. Hàng ngày dậy sớm cắt rau lợn, nấu cám lợn và cho gà ăn, làm hết thảy những việc vặt trong nhà mà học rất giỏi. Cháu phải học tập nhé. Bà cụ thì hàng ngày đi nhặt rác rưởi, những lon nước người ta vứt đi cũng được 500 đồng đấy. Từng lời cô bán nước kể từ từ đi vào tâm trí cậu một cách nhẹ nhàng. Trước mắt cậu là một đứa cháu ngoan hiền, biết thương bà và chăm chỉ học tập. Trước mắt cậu là một bà cụ già với những cử chỉ yêu thương, những hành động đáng để thế hệ trẻ suy ngẫm. Tối hôm ấy, nằm ngủ mà cậu cứ suy nghĩ mãi, cậu thấy hối hận vô cùng. Giá như hôm ấy, cậu nhặt giúp bà cụ lon nước sớm hơn. Giá như hôm đó, cậu không ngại bẩn quần áo, thì bà cụ đã không bị nước mưa làm cho cảm lạnh. Rồi bạn nhỏ kia từ nay không có bà nữa sẽ ra sao? Cậu tự trách bản thân mình và sự ích kỷ của cậu nên bà cụ mới ra đi như vậy. Vâng, một câu chuyện mà vô cùng đau xót đi vào tâm trí của một người trẻ tuổi như thế này và đã chia sẻ lại những nỗi đau mà anh ta đã gặp phải trong tình cảnh này. Một bà cụ đáng thương đã 80 mấy tuổi và cuối cùng cụ phải ra đi trong cay đắng vì tuổi già sức yếu, chỉ qua một cơn mưa cụ cảm lạnh và cụ ra đi để lại một người cháu đang học lớp 11. Đây là một câu chuyện cũng được cho ta thấy tới những tình người và một bài học cho những người đang còn sống khỏe mạnh, đang còn sống trong sự giàu sang, hãy nhìn lại những hoàn cảnh khó khăn. Và tôi cũng vô cùng cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Trong thời gian dài vừa qua, lúc nào cũng luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp mọi ý kiến cho kênh của tôi. Tôi cố gắng cập nhật sưu tầm những câu chuyện hay nhất có thể để kịp thời gửi tới phục vụ cô chú anh chị trong và ngoài nước. Đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị các bạn những video tiếp theo trên các kênh của tôi. Xin chào, tạm biệt.